Tên tôi là Nguyễn Văn Tuấn, là Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tiêu cực Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Tôi rất là vinh dự được cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ Việt Nam sang học tập kinh nghiệm về thanh tra kiểm toán tại Hàn Quốc trong cái khuôn khổ chương trình tăng cường năng lực tổng thể về thanh tra kiểm toán tại Việt Nam do Koika, KX và Viện Đào tạo Thanh tra Kiểm toán Hàn Quốc tài trợ. Đến với chương trình và tham dự với khóa học thì chúng tôi tiếp thu được rất nhiều những kinh nghiệm quý của các thầy giáo, các giáo sư và các bạn đồng nghiệp ở cơ quan Thanh tra Kiểm toán Hàn Quốc MAI. Và cũng qua chương trình chúng tôi cũng có cơ hội được đi thực tế tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra kiểm toán nội bộ tại các cơ quan đơn vị tại Hàn Quốc. Đây là những kinh nghiệm rất là quý giá cho Thanh tra Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thanh tra nhà nước tại Việt Nam. Sau cái khóa học này, chúng tôi cũng sẽ lan tỏa những cái kinh nghiệm quý báu này cho những đồng nghiệp của chúng tôi tại Việt Nam. Cũng qua chương trình đào tạo, chúng tôi cũng có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người của Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng cảm thấy là có một phần lý giải được về nguyên nhân tại sao Hàn Quốc lại phát triển từ một nước bị tàn phá bởi chiến tranh và nghèo đói đã trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và có nhiều cái lĩnh vực mà người Hàn Quốc đã dẫn đầu thế giới như hiện nay, nhất là trong lĩnh vực về kinh tế và khoa học công nghệ. Xin cảm ơn. Tôi là Võ Sĩ Nam, Phó Vụ trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 10, là một đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Đoàn công tác chúng tôi đợt này sang tham gia khóa học nâng cao năng lực cho kiểm toán và thanh tra của nhà nước Việt Nam, gồm có 10 người đến từ nhiều đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước. Thời gian vừa qua, chúng tôi đã được học rất nhiều kiến thức bổ ích về xây dựng kế hoạch kiểm toán, về các lĩnh vực trọng tâm rủi ro cao mà kiểm toán nhà nước Hàn Quốc đã nghiên cứu và xây dựng. Thời gian học tập và nghiên cứu ở Hàn Quốc, chúng tôi cũng đã được trải nghiệm văn hóa, tình cảm và thái độ tích cực của những con người Hàn Quốc. Qua đó, chúng tôi thấy rằng với những hành động, với sự chủ động trong công việc và nhiệt huyết trong công việc sẽ đem tới thành công. Đoàn chúng tôi đã học tập được rất nhiều kiến thức cũng như là thái độ công việc của con người Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ lan tỏa cái thái độ tích cực đó tới những người đồng nghiệp của chúng tôi ở quê hương. Chúng tôi xin cảm ơn đất nước Hàn Quốc, BAI, Koika, KX và các đơn vị phối hợp đã cho chúng tôi có cơ hội để tìm hiểu và nâng cao cái năng lực của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất mong rằng sẽ còn nhiều lớp đào tạo nâng cao năng lực khác nữa dành cho cán bộ công chức Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau để chúng tôi có thể xây dựng kiến thiết đất nước phát triển được như các bạn. Xin cảm ơn đất nước Hàn Quốc, Koika, KX, BAI, Viện Nghiên cứu, Viện Đào tạo thuộc BAI. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.